Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Là sáng ngày hôm nay em lên YouTuber để thứ nhất là lại tiếp tục với công việc buôn bán loa mini hàng nội địa, và thứ hai là cảm ơn tất cả mọi người. Những ngày qua, mấy ngày qua em không lên YouTuber được là em về em lo việc cho gia đình, cho bà già, cho nên cảm ơn mọi người đã gửi lời chia sẻ cũng giống như là hỏi thăm em. Thì công việc đến ngày hôm nay của mẹ em cũng coi như là đã tạm ổn. Thì em xin gửi lời hỏi thăm và cũng giống như là cảm ơn tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay em học lại tiếp tục với công việc của mình, thì là buôn bán cái hàng nội địa, cơm kiếm cơm rau dưa qua ngày bằng chính cái mồ hôi nước mắt, cũng giống như là cái mình hiểu biết, cũng giống như là cái nghề của mình. Đấy, thì mong các bác cũng cùng ủng hộ và tiếp tục ủng hộ cho em học. Và em cũng còn một số sản phẩm là nữa, là em hết còn dàn ghi ô thì em còn nhiều, mới về em còn nhiều, còn hàng mini của thì em còn ít. Đấy, thì ngày hôm nay em tập trung vào một cái sản phẩm thôi, để em giới thiệu về một cái sản phẩm. Là trước mặt cái điện thoại của em đây là một bộ dàn FXN7X, FXN7X đi đồng model và đồng đồng loa một cặp và đồng đầu. Thì tình trạng là về hàng hàng nội địa về rất là đẹp, chưa vệ sinh, em có chưa có vệ sinh để căng em cũng chưa giặt. Thì để ngày hôm nay em đo về vấn đề kích thước về thông số một dàn này thôi, để cho anh em chúng ta xem được video của em, và mình cũng biết được rằng là hắn cũng là thuộc vào, nó cũng là thuộc vào hệ mini, nhưng mà cái dòng cao cấp là về cái size cũng giống như cái chiều cao và cái loa của nó là như thế nào và cái hậu sâu như thế nào, để anh em ta xem được video và mua được những chỗ khác và những bộ dàn nó hài lòng, thì mình nắm bắt được cái cơ bản là như thế. Thì trước tiên em xin giới thiệu về trước màn hình của em đây, là cái dàn của em là bao gồm là hai chức năng. Đấy, còn AUX thì là mình chưa nói, nhưng mà hai chức năng tức là CD. Đấy, thì đang còn là nguyên bụi bặm, em chưa có vệ sinh gì mà vẫn là CD, là vẫn chạy bình thường. Đấy, nguyên bụi, đấy là vẫn chạy bình thường. Đấy, thì đây là CD của Việt Nam, em bỏ cái CD vào, đấy vẫn chạy. Đấy, và em chuyển sang cái nút input, tức là nút chuyển này, lin này, lin tức là lin trước này, lin in là vào và lin out là ra, là hát qua điện thoại hai đầu 3.5. Đấy, rất chi là nhiều CD. Thì em chuyển sang chế độ CD rồi thì bắt đầu em bật CD cho nó hát. Đấy, nhảy nhảy và EQ nháy là lên. Đấy, thì không, em không hát nữa thì em sẽ dừng. Thì bây giờ em bỏ cái đĩa MD của em vào, cứ thước theo mũi tên này là anh em chúng ta bỏ vào. Đấy, đĩa này là đĩa mát là 80 phút. Đĩa MD thì nó nhiều loại, 74, 80. Đấy, thì bây giờ em không hát CD nữa thì em bấm vào cái nút vung này dừng lại. Đấy, và em lấy CD ra và em cho khay vào. Nói chung là khay này đang còn bụi bặm nhưng mà khay này rất chỉ là tốt. Và cái dàn này thì về thực tế là gần như là mới. Đấy, thì em chuyển sang, vẫn là input, em chuyển sang chế độ MD. Thì bắt đầu là em bấm cho play chạy. Mấy cái dàn cũ này á, mắt của nó là mắt zin, mà qua ngày tháng chưa có vệ sinh, cũng giống như là chưa có đụng chạm vào, thì chúng ta xài á, em xài á là em rất cẩn thận, cứ bình cứ từ từ. Đây thì là nó có cái là nó hơi chậm. Đấy, nhưng con này thì vệ sinh đi thì êm. Lại còn liên quan tới những cái đĩa này, đĩa ví dụ như mà đĩa mà MD hoặc là mình để lâu nó không hát, nó bị ẩm thì nó không hát. Đấy, cái MD này của em thì nó hơi chậm, nó hơi chậm đấy. Và thì em test là nó hát rồi nhưng mà nó hơi chậm thì mình cho nó là chậm. Còn về phần trước ở đây á, thì là lỗ thông hơi đằng trước cái đôi loa này,
Và đôi loa này là màng bằng lõm, viền là viền bằng bằng vải xếp xếp ly, và màng trắng lõm mà carbon sợi thủy tinh. Dòng này là dòng cao cấp. Và chét thì đây, chét nó như quả mũi tên đây đấy, và bằng carbon nhưng mà lõm xếp đấy. Còn mặt thì thùng loa nó dày, nó nặng lắm đấy. Còn mặt trước thì in lin in đó. Rồi các nút chỉnh này, nút chỉnh của các cái hệ số, ví dụ như là quay aux, rồi là tất cả mọi cái, rồi là fm, rồi là chỉnh lên đây. Còn đây là đèn của thang volume như mới. Nói chung là cái nhà này mà vệ sinh đi lau qua đây thì như mới, không có chảy sức, chảy sức đó. Thì đây là đôi loa cận cảnh của em, và thùng vách bên ngang thì rất đẹp. Đảm bảo với bác là các bác là em không nói ấy, nhưng mà như đôi này ấy, thì cực kỳ, nói chung là tuyệt vời đó. Tuyệt vời. Như bộ này thì trưng bày đẹp, nghe hay, bày đẹp, ê căng đầy đủ. Còn hậu sâu em đi đo kích thước hậu sâu của loa không là 24, và bề ngang của loa là 17, hết dàn là 54, và chiều cao của loa là 29, và chiều cao của cái đầu này là 15. Bởi vì cái này đúng ra là nếu mà dòng này là còn một thớt nữa, còn một thớt nữa là em mới test con MD này ok, mà sao giờ lại thấy nó lại không hát nữa. Em xin cầm cái điện thoại qua em giới thiệu sơ qua về mặt sau đây. Mặt sau cái đôi loa của em là như thế này, rất đẹp, rất đẹp. NX N7X là chiếc bên này, hệ 4 ohm và 70W một cặp. Dòng của Onkyo này rất nhiều 4 ohm đấy. Và đây là các cổng, cổng này là cổng tap, cổng này là cổng tap của in. Em đang nghe cổng tap in và cổng tap out đấy, đốc đốc in và đốc out đấy. Đây là optical in, em đã test giải mã ok. Còn đây là loa, dây loa của hai bên đỏ và đen của hai một cặp loa. Và đây là cổng xúc, dòng 4 đến 16 ohm đấy, 46W và AC là 100. Đấy là cận cảnh về cái em quay YouTube của ngày hôm nay. Một bộ dàn của em là thuộc vào dòng đồi cao, nhưng mà dòng này thì không chưa có USB. Mấy hôm trước em bán hai dàn là cũng bắt lõm màng sợi carbon thủy tinh nhưng mà có USB đấy. Thì ngoài ra em còn các mã, nhưng mà em xin giới thiệu sơ qua thì anh em yêu em, mến em, giống như là thì em sẽ test. Và cái này thì lúc trước ấy, cách đây mười mấy ngày thì em cũng đã có test một số dàn em bán rồi, và một số dàn nó còn. Là mã số 2 của em là bộ dàn Pioneer, là tình trạng là MD tap be và aux chạy bình thường, và em có đang để giá là em là 750k. Và dàn thứ hai là dàn Aqua, là HAUX, nhưng mà con này thì không biết làm sao mà mấy con này mấy đợt này về là toàn hát có một bên. Và dòng này là thùng gỗ đó, thùng gỗ em thanh lý với giá là 450k. Và mã số 6 là một cái đầu của Panasonic 670, là em bán 200k là AUX đấy, trước màn hình điện thoại của em. Và mã số 4 là mã Panasonic đẹp của BM300, hàng cũng ít gặp đấy, thùng vách đẹp đấy, là CDMD AUX. Và giá em đang kêu bán là 800k đấy. Thì con này là chạy gọi là CDMD AUX thì chạy là full. Mã số 4 thì các bác cứ gọi cho số điện thoại cho em là 0348020931, 0345848234, thì em sẽ test cụ thể, cũng giống như là gửi hình cụ thể hơn cho anh em ta tham khảo hơn, kỹ hơn. Và mã số 5, mã số 5 là một bộ dàn Pioneer, chạy cả hai dòng đĩa CD và DVD, tức là đĩa hình đĩa phim đấy. Tình trạng là chạy CD, DVD và AUX, MD là không chạy. Và dàn này thì em vẫn mất e căng, em vẫn giữ quan điểm là em sẽ bán cái dàn này là 800k. Còn đây là Onkyo, em test rồi nhưng mà hôm nay em chỉ giới thiệu với các bác thôi. Con này thì đời thấp hơn con kia, FRX7
Đấy, nhưng mà con này thì anh em đang bán rất chi là cao, em giới thiệu sơ qua, ngày mai em lên tiếp. Đấy, thùng vách cũng đẹp. Đấy. Rất đẹp. Đấy. Và loa thì cũng rất đẹp. Nói chung là cái lô audio của em về cái đợt vừa rồi là hơn 90 bộ. Mà trước khi em về quê em xảy ra việc gia đình thì em có bán cho anh em lái gần như là hết. Gần như là hết, còn để lại hơn 20 bộ để em lên YouTuber, cũng giống như là chào hàng, cũng giống như là bán có hàng. Thì đợt này em lại tính toán rồi em lại về hàng cỏ tiếp. Và mã số 8 là cũng là Onkyo V77. Đây là một bộ V77 đồng. V77, loa cũng V77. Chưa vệ sinh, em mới đưa từ kho em lên. Đấy, rất đẹp, thùng vách đẹp. Đây là Panasonic 710, mã số 10. Tình trạng là chỉ chạy áo ích thôi. Đấy. Thùng vách loa đẹp. Đấy. Đấy là mấy cái sản phẩm của em. Ngoài ra em còn loa Sansui, Sony, rồi là loa Lode. Đấy, đang ở trước màn hình của em. Thì bác nào yêu mến em thì ủng hộ rồi em sẽ gửi qua Zalo em, rồi em sẽ đóng em gửi. Đấy. Mã 12 là em cũng đã giới thiệu qua nhiều lần rồi. Mấy lần rồi em lên YouTuber đều có nó cả. Đấy, mà loa thùng nặng. À, còn loa Lode này là mất e căng. Giá em bán là 2.800.000. Còn đây là cận cảnh với thùng vách của cái audio mã số 7. Em mới thử. Rất ok. Đấy, V77 Onkyo 2 optical, con kia cũng 2 optical in và out. 70W dòng 6 ohm. Đây là cận cảnh của đường sau của mã số 10 là Panasonic 710. Hệ hai cầu 4 dây. Đen xanh, đỏ và trắng. Đấy. Và đây là cái đầu em thanh lý của Panasonic. Và đây là mã số 4 Panasonic BM300, thùng vách rất là đẹp. Đây là thùng vách của Pioneer. Kia là thùng vách của Pioneer. Chiếc loa bên phải màn hình của mình hơi bị chắc một chút xíu, còn cái này là cái bộ iQua em thanh lý. Còn ngoài ra trên kho em vẫn còn, và cỏ thì dòng mini cỏ của em hiện tại còn mấy bộ như thế này, từ nay đến mai em sẽ bán cho nó hết. Còn ở trên kho em vẫn đang còn. Còn cái bộ kia thì là bộ 5.1 của cái đầu kia. Đấy. Thì cuối video em xin cảm ơn tất cả mọi người, và chúc tất cả mọi người là ngày mới may mắn và an lành và hạnh phúc. Và coi được video của em thì ủng hộ em học. Em học xin cảm ơn.